Xin chào các bạn, ở đây mình đang có là ba màu của chiếc HTC Design 500. Đây là sản phẩm mới nhất của hãng HTC. Sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung. Đây là một số thông tin chính của cái sản phẩm này. Sản phẩm vẫn được hỗ trợ công nghệ Beats Audio. Sử dụng giao diện Zen với bộ xử lý lõi tứ 1GB/2. Máy sử dụng micro SIM và bộ nhớ trong là 4GB, bộ nhớ RAM 1GB. Hỗ trợ thêm khe cắm thay nhớ lên tới 64GB. Màn hình rộng 4.3 inch, camera 8MP và camera trước là 1.6MP. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp sản phẩm này. Thì sản phẩm có 3 màu, đó là màu đen, màu xanh và màu đỏ. Đây là chiếc máy màu đen. Phụ kiện kèm theo gồm có phiếu bảo hành chính hãng, một cái adapter sạc. Đây là các sách hướng dẫn sử dụng, một cái cáp micro USB và một cái tai nghe. Và cuối cùng là chiếc máy màu đỏ. Trên tay mình đang cầm là ba màu của HTC Design 500. Thì các bạn thấy là toàn bộ mặt trước của máy thì riêng màu đen. Các bạn thấy là toàn cái thân sản phẩm thì được thiết kế màu đen. Riêng cái màu xanh và màu đỏ thì viền của ở mặt sau thì chúng ta thấy mặt sau và mặt trước thì chúng ta thấy là có một màu trắng, còn viền thì có phân biệt ra màu xanh với màu đỏ, tức là sản phẩm sử dụng cái nền trắng. Tuy nhiên thì những cái viền và những cái logo của HTC và logo của Beats Audio cũng được thiết kế theo những cái màu của sản phẩm, màu viền. Các bạn thấy là cái HTC Design 500 này được thiết kế cái vỏ của nó hơi bóng, cho nên khi mà chúng ta sử dụng lâu thì rất là dễ bám dấu bằng tay. Màu trắng thì ít thấy hơn, tuy nhiên màu đen thì các bạn thấy là rất là dễ bám. Máy có thiết kế khá đẹp, sử dụng chất liệu nhựa, tuy nhiên thì khi mà cầm máy trên tay thì các bạn thấy là máy rất là cứng. Đây là toàn bộ mặt trước của máy với camera trước 1.6MP, logo của HTC và các cảm biến ở đây. Những cái lỗ lo được khắc ở trên một cái viền bằng nhựa như thế này. Màn hình thì được thiết kế hơi lồi hơn so với cái viền những cái cạnh này. Các bạn thấy là cái màn hình được thiết kế lồi, nổi hẳn lên. Ở phía dưới có hai nút điều khiển cảm ứng. Đây là cái màn hình cảm ứng rộng của máy. Cạnh bên tay phải gồm có một cái nút điều chỉnh âm lượng. Đây là cạnh phía bên tay trái. Cạnh trên có gọi là audio và một cái nút nguồn. Còn đây là cạnh dưới với một cái cổng micro USB và microphone. Đây là toàn bộ mặt sau. Camera 8MP hỗ trợ đèn LED. Phía dưới là logo của HTC và logo của Beats Audio. Phía dưới là loa ngoài. Khi mà dùng chiếc máy thì chúng ta có cảm giác là máy được thiết kế nguyên khối, bởi vì các bạn thấy là những cái viền của cái máy này được thiết kế bao lên cái ngay cả cái màn hình. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bật cái đây ra thì máy sẽ để lộ khe cắm SIM, khe cắm thẻ nhớ và khe pin. Thì các bạn thấy là cái nắp sau này được thiết kế là liền với nhau, bao bọc toàn bộ cái viền xung quanh của máy và cả mặt trước.
Đây là khe cắm SIM. Sản phẩm sử dụng micro SIM và khe cắm thẻ nhớ micro SD. Đây là pin của máy. Đây là giao diện chính của máy. Thì các bạn thấy là Design 500 này cũng được sử dụng cái giao diện Blinkfit giống như là Design 600, cũng là một cái sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung. Tuy nhiên thì Design 600 được hỗ trợ thêm cái công nghệ bơm sao, Design 500 thì không có. Thì ở trong cái Design 5 này, cái giao diện Blinkfit thì chúng ta thấy là tại Việt Nam thì cũng đã có được hỗ trợ một số cái báo điện tử, đó là tin tức online, Vietnamnet, VN Express, báo 2 sao. Và về công nghệ thì chúng ta có cái trang tinh tế. Bây giờ mình sẽ check vào những cái báo này để cho máy cập nhật những cái thông tin mới nhất ở trên cái giao diện Blinkfit. Đây, các bạn thấy là những cái thông tin mới nhất của các báo online đã được hiển thị ở trên cái giao diện Blinkfit này. Đây là cái ứng dụng bên trong. Thì ứng dụng bên trong HTC cài đặt rất là đơn giản. Thì chúng ta muốn cài đặt thêm cho chiếc máy của mình thì chúng ta sẽ vào cái kho ứng dụng CH Play. Bây giờ mình sẽ vào cái phần thông tin của máy. Thì hiện tại sản phẩm đang chạy phiên bản Android 4.1.2 với giao diện Zen là 5 chấm. Đây là toàn bộ thông tin phần cứng với bộ xử lý lõi tứ, bộ nhớ RAM 1GB, màn hình 4.3 inch, máy ảnh chính là 8MP, máy ảnh phụ là 1.6MP, Bluetooth 4.0. Bây giờ mình sẽ thử chụp ảnh. Đây là cái giao diện chụp ảnh ở trên Design 500. Thì máy cũng không có được hỗ trợ cái chức năng là HTC Joy để chụp hình có nhiều hiệu ứng ở trên chiếc máy, giống như là những cái sản phẩm cao cấp là HTC One hoặc là HTC One Mini. Tuy nhiên thì HTC cũng hỗ trợ một số các cái hiệu ứng màu để giúp chúng ta có thể là tùy biến ở trên cái máy ảnh của mình. Bây giờ mình sẽ chụp thử một tấm. Các bạn thấy là khả năng bắt hình của máy cũng rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ chụp thử liên tiếp nhiều tấm ảnh. Và mình sẽ thử quay một clip video. Thì máy có khả năng là quay video chuẩn HD. Bây giờ mình sẽ thử mở lại cái clip video mình vừa quay. Các bạn thấy là cái hình ảnh được hiển thị cũng khá tốt. Giống như là các sản phẩm sử dụng cái giao diện Zen 5 thì các bạn thấy là Design 500 cũng hỗ trợ cái chức năng là Video Highlight. Với chức năng Video Highlight này, chúng ta có thể là xem những cái đoạn clip do máy ghép ảnh từ những cái video hoặc là những cái hình ảnh của chúng ta lại thành một cái đoạn phim. Thì ở trong cái đoạn phim này thì chúng ta có thể là tùy biến theo những cái màu sắc mà chúng ta yêu thích, và trong đó có cả kèm nhạc để giúp cho những cái clip trên máy trở nên sinh động hơn.
Nếu mà chúng ta có nhiều hình thì máy sẽ chuyển nhiều ảnh sẽ rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ thử duyệt web ở trên chiếc máy này. Các bạn thấy là DJI 500 có một cái khả năng duyệt web khá tốt, với lại cái màn hình hiển thị ở trên máy dễ chịu, giúp chúng ta có thể là đọc những cái thông tin ở trên website cũng khá dễ. Thì sản phẩm chính hãng được bán tại Mai Nguyên với giá là 5.790.000 đồng, 7.590.000 đồng, xin lỗi các bạn. Các bạn có thể là lên website để xem toàn bộ cái thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như những cái hình ảnh và những cái video clip liên quan về cái sản phẩm của mình.